Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Chưa đà chung kết, huấn luyện viên U22 Indonesia đã đau đớn nhận liên tiếp hai tin sai đánh Thưa quý vị, đội bóng xứ Vạn Đảo nhiều khả năng là sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ đó là Iki Molana, Fija Andika trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 vì lý do bị chấn thương. Cuộc đầu bán kết kéo dài 120 phút đã bào mòn thể lực của các cầu thủ U22 Indonesia. Và không những vậy, huấn luyện viên Idras Rafi còn đối diện nỗi lo mất hai trụ cột trước cuộc tái đấu với U22 Việt Nam. Đầu tiên là hậu vệ cánh trái Fiza Andika, phải tập tĩnh rời sân từ hiệp 2, nhưng chỗ cho Dodi. Đến khoảng thời gian hiệp phụ, cầu thủ được mệnh danh Messi Indo, Egi Molana cũng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Buổi họp báo sau trận chiến lược gia người Indonesia thừa nhận, cả FIFA lẫn Egi Molana kiệt quệ về mặt thể lực và bị tổn thương phần mềm, khả năng thi đấu ở chung kết còn bỏ ngỏ. Nếu bộ đôi trên không thể ra sân, đó là tổn thất lớn của đoàn quân Garuda, đặc biệt là vị trí của tài năng trẻ Iki Molana. Cầu thủ đang chơi bóng tại Ba Lan giữ vai trò quan trọng trong đội hình U-22 Indonesia nhờ lối đá thông minh và kỹ thuật. Trước Myanmar, Iki Molana ghi một bàn thắng, kiến tạo cho Ivan Dimas lập công. Theo Antara News, đội ngũ bác sĩ của U-22 Indonesia sẽ làm việc hết công suất để hồi phục thể lực cho các cầu thủ khi họ vừa phải căng sức thi đấu với mật độ giải đặc. Bác sĩ Sigarip Anwi cho biết, sau trận bán kết với U22 Myanmar, các cầu thủ Indonesia rất mệt mỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng phục hồi năng lượng cho họ bằng nhiều cách khác nhau, như vật lý trị liệu và xoa so bóp. Ở SEA Games 30, U22 Indonesia và Việt Nam chính là những đội bóng bị vắt nhiều sức nhất khi phải đá 6 trận trong vòng 2 tuần. Điều đó dẫn đến những chấn thương của cầu thủ. Điển hình là trường hợp của Iki Maulana, U22 Indonesia và Nguyễn Quang Hải, U22 Việt Nam. U22 Việt Nam được huấn luyện viên Park thưởng nóng sau trận thắng Campuchia. Sau trận thắng tốn nhiều sức trước U22 Campuchia, các cầu thủ U22 Việt Nam nhận được món quà tinh thần lớn từ huấn luyện viên trưởng Park Hang ở trận đấu tối qua trên sân Memorial, U22 Việt Nam giành chiến thắng đậm 4-0 trước U22 Campuchia. Tuy nhiên, dù thắng đậm nhưng đây lại là trận mà Trọng Hoàng cùng các đồng đội tốn nhiều sức lực, không ít cầu thủ bị đau vì lối chơi rác của đối phương. Sau trận, huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận đây là trận đấu không dễ dàng gì với U22 Việt Nam. Việc đối thủ chơi bóng quyết liệt dù thua cách biệt khiến các cầu thủ U22 Việt Nam không tránh được chấn thương hay thẻ phạt. Đó là lý do khi tỷ số đang là 3-0, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những sự thay đổi người để bảo toàn lực lượng cho trận chung kết. Sau một buổi tối nghỉ ngơi, các cầu thủ đều đã lấy lại sức lực. Tuy nhiên, thầy Park vẫn quyết định cho các học trò nghỉ trọn vẹn một ngày, không tập luyện gì. Đây là món quà rất ý nghĩa, bởi nên nhớ U22 Việt Nam vừa trải qua mật độ thi đấu dài đặc với 2 ngày một trận. Lịch thi đấu rất khắc nghiệt đã khiến một số trụ cột của đội bị chấn thương. Đáng chú ý là Quang Hải và Trọng Hùng được nghỉ các cầu thủ chỉ loanh quanh quanh khu vực khách sạn rất có thể trong buổi tối toàn đội ra sân Memorial để cổ vũ tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết gặp kinh địch Thái Lan lúc 19 giờ phát biểu với báo chí sau trận thắng Campuchia huấn luyện viên Paharser thể hiện quyết tâm cùng học trò thực hiện giấc mơ vàng suốt 60 năm qua của bóng đá Việt Nam tôi nghĩ Indonesia là đội bóng có sự cân bằng nhất trong số 11 đội dự sea games họ xứng đáng có mặt ở chung kết Chúng tôi cần đề phòng tất cả các cầu thủ của Indonesia, chứ không riêng cá nhân nào. Chúng tôi từng thắng Indonesia ở Hà Nội và Bali và chung kết SEA Games tôi cũng muốn thắng tiếp. Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam chấm dứt 60 năm cho tấm huy chương vàng SEA Games. Về chấn thương của tiền đạo Tiến Linh, chính lực gia người Hàn cho biết rằng Tiến Linh nói muốn chơi tiếp nhưng tôi không đồng ý và đã rút cậu ấy ra sân. Đây là điều quan trọng chuẩn bị cho trận chung kết. Chấn thương của Tiến Linh không nghiêm trọng nhưng cần kiểm tra kỹ hơn từ các bác sĩ. Còn về việc không sử dụng Trọng Hùng, ông Park chia sẻ rằng Trọng Hùng hoàn toàn hồi phục, có nhiều ý đồ chiến thuật trong trận này và tôi quyết định dùng Tiến Linh đưa trinh. U22 Việt Nam đá với hai tiền đạo trận này. Đó cũng là kế hoạch của chúng tôi khi luôn áp sát, duy trì áp lực với Campuchia trong vòng cấm của họ. Chiến thuật đó đã thành công. đội tuyển nữ Việt Nam được trao thưởng lớn nếu vô địch SEA Games 30. Quý vị thân mến, tuyển nữ Việt Nam sẽ được thưởng nóng thêm 300 triệu đồng nếu đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan để lên ngôi vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 30. Vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, bóng đá nữ Việt Nam có trận đấu rất quan trọng tranh huy chương vàng SEA Games 30 với đối thủ Thái Lan. Nếu đánh bại đối thủ quen thuộc này, thầy trò Mai Đức Chung có lần thứ 6 đăng quang ở đấu trường SEA Games. Để khích lệ tinh thần cầu thủ nữ trước trận chung kết, ban vì sự tiến bộ phụ nữ, tòa án nhân dân tối cao được sự đồng ý của ông Nguyễn Hòa Bình, bí thư Trung ương Đảng, tránh tòa án nhân dân tối cao đã quyên góp và sẽ tặng 300 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trận chung kết thắng tuyển nữ Thái Lan và đoạt chiếc vô địch bóng đá nữ SEA Games 30. Trước đó, sau khi giành chiến thắng ở trận bán kết trước đội chủ nhà Philippines, tuyển nữ Việt Nam nhận 1,5 tỷ đồng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. VFF và ông Phạm Thanh Hùng, trưởng ban bóng đá nữ VFF. Để có mặt ở trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam trải qua các trận đấu căng thẳng, kịch tính trước các đối thủ Thái Lan, Indonesia ở vòng bảng và Philippines ở bán kết. Trận chung kết giữa nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ tối ngày 8 tháng 12 theo giờ Việt Nam trên San Rizal Memorial, Philippines. Cổ động viên Indonesia lo đội nhà mất vàng vào tay U22 Việt Nam. Không nhiều cổ động viên Indonesia tin đội nhà sẽ vô địch SEA Games năm nay khi biết sẽ đụng độ U22 Việt Nam của huấn luyện viên Park ở trận chung kết. Ở trận bán kết thứ nhất SEA Games 30, U22 Indonesia phải rất vất vả mới có thể đánh bại U22 Myanmar sau 120 phút tranh tài với tỷ số 4-2. Trong khi đó, U22 Việt Nam hủy diệt U22 Campuchia với tỷ số 4-0 với cú hat-trick bàn thắng của Đức Trinh và bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Tiến Linh. Như vậy, U22 Việt Nam và Indonesia gặp nhau ở trận chung kết trong mơ. Trong khi trận tranh tài giải ba là màn tái ngộ của hai đội bảng A, U22 Myanmar và Campuchia, hai đội đã thất bại ở bán kết. Sau khi trận đấu kết thúc, trang fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI cập nhật trạng thái. Với quyết tâm và nỗ lực tấm vé vào trận chung kết thuộc về chúng ta, cố lên nào các chàng trai. Ngay dưới bài đăng, các cổ động viên Indonesia có những bình luận nhắc đến U22 Việt Nam với sự tôn trọng nhất định. Thậm chí, không ít cổ động viên đội bóng xứ vạn đảo tỏ ra bi quan về khả năng giành huy chương vàng của đội nhà khi biết rằng đối thủ là đội bóng của huấn luyện viên Pahaser. Cổ động viên Nuno Suhana viết, cuối cùng chúng ta đã lọt vào trận chung kết sau chiến thắng 4-2, tiếp tục chiến đấu thêm một bước nữa để giành huy chương vàng nào. Còn cổ động viên Chafan Gallo bình luận, Chúc mừng Indonesia giành vé vào trận đấu cuối cùng, nhưng có một số điều cần phải cải thiện nếu muốn giành chiến thắng Việt Nam ở trận chung kết, đó là cầu thủ phải chắt chiu cơ hội. Trong khi đó, cổ động viên Monoga lo ngại, gặp lại Việt Nam rồi, với tình hình hiện tại, chúng ta rất khó giành chiến thắng, trên đội bóng huấn luyện viên Park, họ quá mạnh và sẽ giành vàng mất thôi. Cổ động viên Budi Dagny thì tỏ ra bi quan, Indonesia phải đối đầu Việt Nam trong trận chung kết, nhiều khả năng chúng ta bị họ đánh bại, nẫng tay trên, mất tấm huy chương vàng năm nay. Cầu động viên Infoni hiến kế cho đội nhà. Gặp U22 Việt Nam ở chung kết, chúng ta cần chơi phòng ngự phản công và kéo họ vào hiệp phụ, sau đó kết liễu họ theo cách mà chúng ta đánh bại U22 Myanmar ở bán kết vừa rồi. Trận chung kết giữa Việt Nam và Indonesia tranh huy chương vàng mua bóng đá Nam SEA Games 30 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 12. Thông tin đầu tiên, xem trực tiếp chung kết bóng đá nữ Việt Nam với Thái Lan ở kênh nào. Mời các bạn xem trực tiếp trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 giữa Việt Nam và Thái Lan lúc 19 giờ hôm nay ngày 8 tháng 12 trên kênh VTV6. Chiều tối nay ngày 8 tháng 12, trên sân vận động Rizal Memorial Philippines diễn ra hai trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nữ SEA Games 30. Theo đó, trận đầu tiên 15 giờ Myanmar với Philippines quyết định huy chương vàng của môn này và trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan lúc 19 giờ quyết định tấm huy chương vàng của SEA Games 30. Bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn là hai đối thủ truyền kiếp khi mà cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ đều cân bằng với nhau. Từ vòng bảng đến bán kết Việt Nam và Thái Lan đều ngang tải ngang sức với nhau với hai trận thắng. Hai đội hòa nhau với tỷ số một đều ở trận đấu đầu gia quân nhưng ở trận đấu tối nay ngày 8 tháng 12 sẽ có một đội duy nhất bước lên bục vinh quang nhận tầm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30 lần này. Chúng ta hãy chờ xem liệu rằng các học trò huấn luyện viên Mai Đức Trung có thể đánh bại đối thủ Thái Lan hay không. Vâng và quý vị và các bạn hãy xem trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan 19 giờ tối nay môn bóng đá nữ SEA Games 30 trên các kênh VTV6 tại trang web À, vtv.vn gạch chéo vtv6 xem truyền hình trực tuyến hoặc là vtvgo.vn gạch -vn chéo xem trực tuyến kênh vtv6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.